Trong cái việc tu tập để mà thực hành cái pháp thiền thì đang thực hành theo ba cái pháp mà mình cần phải thực hành, đó là theo cái nội trình là giới định tuệ. Tức là với một cái hành giả mà đã bước vào cái con đường thực hành tu tập chuyên tu ấy, thì cái việc hành trì giữ giới thì đó là cái tối thiểu nhất, đó là phải giữ được 8 giới này thì mới làm nền tảng cho cái pháp hành được. Còn đối với một cái người Phật tử tại gia, khi mà sống ở cái đời sống tại gia, mình là một người gia chủ và vẫn còn đi làm ăn các cái công việc ở ngoài đời, thì giữ 5 giới là đủ. Giữ 5 giới trong những ngày thông thường và một tháng có 4 ngày trai giới, ngày rằm mà ngày 30, ngày mùng 8, ngày 23. Thì nếu mà là một cái người Phật tử thuần thành sẽ giữ bát quan trai giới trong 4 cái ngày đấy. Thì 4 cái ngày đấy cũng cần phải ngừng nghỉ các cái công việc làm ăn và cũng chuyên tu giống như là một cái người xuất gia. Thì những cái ngày nào giữ bát quan trai giới thì phải kết hợp với việc tu tâm nữa. Vì đó là cái hạnh của một bậc thánh nhân. Những người thọ bát quan trai giới thì vị đấy sẽ có cái ước nguyện, đó là vì các bậc thánh nhân A-la-hán suốt đời không sát sinh, không trộm cắp, không hành dâm, không nói dối, không uống rượu, không ăn phi thời, không trang điểm múa hát, xem nghe múa hát, và không nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Vì vậy cho nên con nguyện một ngày một đêm sẽ giữ những cái hạnh của các bậc thánh nhân đấy. Tức là một bậc thánh nhân A-la-hán là một cái bậc suốt ra, đã ra khỏi cái thế gian. Vậy thì cái con đường mà mình thực hành cái pháp đó là thọ trì bát quan trai giới và tu tập, cũng là mình đang bước trên cái con đường để xuất thế, tức là để ra khỏi cái vòng sinh tử khổ đau. Thì ở trong cái sự tu tập nó có cái sự thanh tịnh từng phần, tức là mình phải có cái sự thanh tịnh thân và thanh tịnh tâm. Thì ở đây nếu như mình có thể giữ được các cái giới thì mình sẽ tránh được những cái nỗi lầm. Ý thanh tịnh ở đây có nghĩa là mình không có tội lỗi ở nơi thân và không có tội lỗi ở nơi tâm. Thì khi mà một cái người mình thọ trì giữ giới thì mình sẽ tránh được những cái tội lỗi, những cái nỗi lầm ở nơi thân. Mình sẽ không tạo những cái bất thiện nghiệp về thân, sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Không có những cái nỗi lầm ở nơi khẩu, nơi lời nói. Không nói dối, không nói lời thêu dệt hai chiều, mà không nói những cái lời nhảm nhí bất thiện. Thì nếu như mà một cái người mà giữ giới chăm chỉ thì sẽ tránh được những nỗi lầm ở nơi thân, nơi khẩu. Và nó cũng làm giảm bớt những cái nỗi thô ở nơi ý, nơi tâm. Nhưng nó không thể diệt trừ được những phiền não ngủ ngầm, những cái phiền não vi tế tiềm ẩn ở trong tâm. Vì vậy cần phải có một cái bước thứ hai được gọi là thanh tịnh tâm. Thì đó, cái bước này cần phải tu tập tâm. Tu tập tâm là phải tu tập thiền. Cần phải thực hành pháp thiền thì mới làm cho cái tâm tránh được hết những cái nỗi lầm, nhưng là những cái ô nhiễm, những cái phiền não ngủ ngầm ở trong đấy. Vậy thì một cái người mà chỉ giữ giới không thì chỉ tránh được những nỗi lầm ở nơi thân và nơi lời nói, nhưng không thể nào gột rửa sạch hết được những cái ô nhiễm ở trong tâm. Nó không làm cho tâm trở nên thanh tịnh hoàn toàn. Nhưng mà khi mà bước vào cái con đường tu tập mà về thực hành công phu hành thiền, là mình đang làm cho cái nội tâm trở nên thanh tịnh, đang gột rửa những cái ô nhiễm ở trong tâm. Thì thực ra để mà tránh được những cái nỗi nằm ở nơi thân và nơi khẩu thì rất là dễ, nhưng mà để mà diệt trừ được những cái ô nhiễm phiền não ngủ ở trong tâm thì đấy là một bước cao hơn, một bước khó hơn. Vậy nên là gọi là phải tu tập giới định tuệ. Tu tập giới thì tránh được, làm cho thanh tịnh được thân khẩu. Tu tập về tâm, tức là thực hành thiền định, nó sẽ làm cho thanh tịnh được về tâm. Và sau này phải tu tập thêm một cái pháp là thiền tuệ để nó làm cho thanh tịnh về tri kiến, tức là thanh tịnh về những cái nhận thức, về những cái hiểu biết,
chân chánh nữa. Đấy là gọi là ba bước thực hành giới định tuệ là như vậy. Thế thì ở cái bước này mình đang thực hành là như thế thì phải kết hợp nhân giới thì mới sinh định, mà nhân định mới sinh tuệ. Muốn đắc được thiền định thì cần phải giữ giới. Thì giữ giới ở đây là những cái giới mà đã chế định như là thọ trì tám giới thì mình phải giữ tám cái giới đấy. Và có cái sự tác ý, có cái sự cố ý, có cái sự cân nhắc mỗi khi mình làm một cái việc gì. Mình phải có cái sự chánh niệm, tỉnh giác, thận trọng để không phạm vào tám giới này. Đấy nó sẽ làm cho mình có cái sự tỉnh giác cao hơn. Mình có cái niềm tin rằng là giữ cái giới này là sẽ đem lại cái sự lợi ích, đem lại cái công đức, và nó sẽ làm cho mình đạt được cái sự thực hành về thiền định, làm cái nền tảng để thực hành về thiền định này. Cho nên mình sẽ giữ gìn cái giới đó. Thì giữ giới ở đây trên bốn phương diện, đó là giữ giới bằng những cái sự chế ngự, và những cái giới mà mình đã giữ chế ngự, thân mình không được làm những cái việc sai trái, khẩu mình không được nói những cái lời sai trái, chế ngự tâm mình không có được phóng dật năng sang. Giữ giới ở đây bằng cái sự thu thúc, tức là phải có cái sự thu thúc ở đây là ở trong các căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình, có cái sự thu thúc như là con mắt thì luôn luôn nhìn xuống, không có cái nhìn năng xăng náo niêng. Cái tai của mình luôn luôn có cái sự chế ngự, không lắng nghe những cái âm thanh không cần thiết. Ví dụ như Đức Phật nói rằng vị ấy có cái sự thu thúc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ưu vi và các áp bất thiện pháp khởi lên thì vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy. Nhưng là khi mà mình nhìn một cái cảnh vật gì mà nó có cái sự khả ái hấp dẫn thì mình hãy nằm nơ nó đi, đừng có tưởng, suy tưởng đến nó bằng cái tướng chung và tướng riêng. Ví dụ mình nhìn thấy một cái cảnh gì nó đẹp quá, mình hình dung cả một cái hình ảnh chung của nó, thì đấy là nắm giữ tướng chung. Hoặc là mình ghi nhớ một cái khía cạnh nào của cái cảnh vật đấy, gọi là nắm giữ tướng riêng. Ví dụ như một người nam nhìn thấy một người nữ và cảm thấy khả ái hấp dẫn, ghi nhớ cái hình ảnh của người đấy ở trong tâm, và lúc nào cũng tưởng tượng lại, hình dung lại cái hình ảnh đó, và cứ khởi nên cái tâm ái dục, thì đấy được gọi là vị ấy nắm giữ tướng chung. Hoặc là nắm giữ một cái khía cạnh, tức là một cái thân phần nào đó của người đó, rồi cứ hình dung tưởng tượng lại, thì đấy gọi là nắm giữ tướng riêng. Nên là Đức Phật nói là không được nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, tức là không được nhớ đến cả một cái cảnh vật mà không nhớ đến một cái khía cạnh nào. Và bởi vì khi mà một người đấy có cái sự nắm giữ đối với lại cái tướng mà cái căn của mình nó bắt vào cái cảnh bên ngoài, gọi là cái cảnh trần ở bên ngoài, thì nó sẽ khiến cho cái tâm bị ô nhiễm, khiến cho cái tâm khởi nên những cái phiền não, khởi nên những cái pháp bất thiện. Cũng như vậy tai cũng phải chế ngự ở nơi tai, không có nghe những cái âm thanh mà nó có cái sự khả ái hấp dẫn và nó có cái sự phiền não, những cái ô nhiễm nó khởi lên. Mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị và thân xúc chạm cũng thế, mình có cái sự chế ngự ở các cái căn đấy, thì đấy được gọi là giới do cái sự phòng hộ. Vậy thì là một cái người đấy phải có cái sự phòng hộ các căn, có cái sự quán tưởng đối với lại các cái vật dụng mà mình dùng hàng ngày, tức là mình luôn luôn có cái sự chi túc trong bốn cái vật dụng. Ví dụ như là về thức chỗ ở thì mình không nên quan trọng là cái chỗ ở nó phải cao phải đẹp, mà chỉ nghĩ rằng nó chỉ là một cái vật chất để mình che nắng che mưa, để tránh những cái nguy hiểm của thời tiết, của muỗi mọc. Y phục mặc cũng thế, đừng có nghĩ là y này đẹp, y này xấu, mà nó chỉ là cái vải để che thân, để tránh những cái nóng lạnh muỗi mọc, chứ không phải là để đẹp xấu hay là mình so sánh người này đẹp, mặc cái bộ này đẹp hơn mình, hay là mình mặc cái bộ này đẹp hơn người kia.
Nhưng trong tâm mình không có những cái sự so sánh và không có những cái đòi hỏi, không có những cái tham cầu đối với những cái vật dụng hàng ngày và thực phẩm, thức ăn. Thì lúc khi mà mình dùng những cái vật thực, mình chỉ nghĩ rằng là cái thân tứ đại của mình nó cần có những cái thức ăn bằng tứ đại để nó nuôi dưỡng cái tứ đại bên ngoài, để nó nuôi dưỡng cái tứ đại bên trong, để diệt trừ những cái cảm thọ đói khát, để mình có được cái sức lực và tu tập. Mình không có nhu cầu đòi hỏi là phải thưởng thức, phải cảm nhận những cái vị ngon ngọt của nó, rồi mình mơ tưởng hay là tưởng nhớ đến những cái món ăn ngon, thì nó cũng làm cho đấy là những cái tâm tham về cái hưởng thụ dục này. Và cũng khi mà mình có sử dụng những cái dược phẩm cũng thế, ví dụ như là những cái người mà hưởng thụ cái dục này thì người ta nghĩ rằng phải dùng những cái thuốc này để tẩm bổ cho cái thân, để cho cái thân này nó được béo tốt, được khỏe mạnh, được xinh đẹp, hay là trang sức làm cho cái nó đẹp thân đẹp da, hay là nó tăng cường sức lực khỏe khoắn. Thì đấy nó cũng là trong những cái tâm mà nó tham. Mà một cái người chi túc thì cần dùng là khi nào cái thân nó có bệnh thì mình cần dùng cái thuốc để chữa bệnh cho thân. Thì tất cả những cái đấy thì đều được gọi là mình sống chi túc đối với lại những cái vật dụng. Tức là những cái vật dụng nó chỉ là cái phương tiện để mình sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Thì khi mà mình có được khởi lên những cái tâm như vậy, chân chánh khởi lên những tâm, chân chánh quán sát, chân chánh giáo, giác sát, quán sát những cái vật dụng như vậy, thì nó sẽ khởi lên những cái tâm chân chánh, và nó sẽ khởi lên những cái tâm thanh tịnh, và nó làm cho cái giới hạnh, hay là làm cho cái đạo hạnh, hay là cái đức hạnh của mình nó tăng trưởng lên. Thì tất cả những cái điều đó nó đều làm cái nền tảng cho cái việc thực hành, cho cái việc phát triển về tâm linh. Nếu như một cái người nào mà mình có cái nhu cầu cao đối với các cái vật dụng, mình không bao giờ thỏa mãn đối với lại chỗ ở, đối với thức ăn, đối với y phục, đối với dược phẩm, lúc nào mình cũng thấy thiếu thốn, lúc nào mình cũng có nhu cầu đòi hỏi cao, chất lượng tốt, đòi hỏi là phải có nhiều, phải cao sang và có cái sự so sánh là thích hơn người khác và sợ không bằng người khác, thì với một cái người có cái tâm lý như vậy sẽ không phù hợp để tu tập được những pháp thượng nhân. Tức là người đấy sẽ nặng về những cái vật dục, thì những cái con đường phát triển tâm linh nó sẽ rất là kém, và sẽ không thể nào tu tập chứng đắc thành tựu được những cái pháp thượng nhân được. Thì vậy nên là đấy là cái, những cái nền tảng của cái con đường tu tập để mà chứng đắc được cái pháp thiền, đó là cái sự giữ giới bằng cái sự chế ngự, giữ giới bằng cái sự phòng hộ thu thúc, giữ giới bằng cái sự chi túc đối với các vật dụng, và bằng cái sự nuôi mạng chân chánh. Nuôi mạng chân chánh có nghĩa là mình không có làm những cái việc tội lỗi để mình tạo ra những cái, tức là mình kiếm sống bằng những cái hành động tội lỗi, hay là bốn cái sự giữ giới. Và sau đó thì nó sẽ làm nền tảng để mình thực hành thiền. Nhưng mà cái pháp thực hành thiền thì như Đức Phật dạy là nếu như một cái người đấy không ưa thích công việc, không ưa thích hội chúng, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, có phòng hộ các căn, có tiết độ trong ăn uống, thì người đấy sẽ tu tập có cái sự tiến bộ, có cái sự tiến triển và có cái sự phát triển ở trong giáo pháp này. Thì khi mà một người mình mà còn ưa thích, tức là trong tâm mình còn thích làm những cái việc sự nghiệp thế gian, như là cái việc này việc kia, tức là một cái người có quá là bận rộn đối với lại các cái công việc, các cái bổn phận, các cái trách nhiệm, nhiệm vụ ở ngoài đời mà mình chưa có gác bỏ lại được, thì lúc đấy mình có ngồi tu tập thì cái tâm mình nó cũng rất là năng xăng, bận rộn, bất an, no nắng, bởi vì mình còn ưa thích những cái công việc đấy. Tức là khi mà dù một cái người mình có thể làm rất nhiều công việc nhưng người đó không ưa thích, tức là người đó làm những cái việc cần làm nhưng mà người đó không cảm thấy là thích thú, say sưa trong những cái việc làm đấy,
thì người đấy vẫn có thể thực hành được pháp. Nhưng mà có những cái người mình lại bị mê mẩn đối với lại những cái công việc mà mình làm đấy, mình rất là thích thú, và mỗi khi mình làm mình cảm thấy nó vui thích và nó say sưa đối với cái công việc đấy, mình muốn dành rất nhiều thời gian cho cái công việc mà mình đang ưa thích đấy, thì mình sẽ không thực hành được pháp. Vậy đấy, cho nên là cái việc thứ nhất đó là mình không ưa thích, không ưa thích các công việc. Nếu như có cái người không ưa thích có công việc thì khi mà làm, người ta sẽ làm một cách rất là nhanh chóng cho nó xong cái công việc đó, để rồi đi dành cái thời gian để thực hành pháp. Mà cái người mà ưa thích công việc thì người ta sẽ muốn gác tất cả những công việc khác lại để người ta dành cái thời gian người ta làm cái công việc đấy một cách tỉ mẩn, một cách thận trọng, làm cái việc đấy trong với cái tâm rất là nhiệt tình, thích thú. Thì cái người mà còn ưa thích công việc thì sẽ là một chướng ngại, không ưa thích công việc thì sẽ thực hành pháp được tốt hơn. Không ưa thích hội chúng, tức là một cái người mà mình còn thích thú tham gia những cái hội nghị, những cái hội chúng, những cái sự hội họp, hay là tụ tập đến những cái đám đông để mình tham gia vào những cái đám đông đó, tức là những cái trò vui. Như là hôm nay mình thích đi đến những cái nơi này có những cái lễ hội này có đông người tham dự, lễ cưới, đám ma, đám tiệc ở thế gian ấy. Những cái lễ mừng, những cái lễ hỷ, lễ vui ở ngoài đời ấy. Tức là mình còn ưa thích đến những cái hội chúng rộn ràng, hay là những cái nơi mà người ta tổ chức múa hát, liên hoan, tiệc tùng. Thì tất cả những cái nơi đấy là những cái nơi gọi là rộn ràng, làm cho cái tâm bị phóng dật năng xăng, làm cho cái tâm bị loạn động, loạn tưởng. Và những cái nơi đấy sẽ không phù hợp đối với lại một cái người muốn thực hành thiền. Mà một cái người muốn tu tập thì sẽ có cái ưa thích là ưa thích cái đời sống độc cư, ưa thích cái đời sống viễn ly. Độc cư tức là mình muốn sống ở cái nơi nào nó có cái sự thanh tịnh, vắng vẻ, yên nắng một mình. Đấy là đời sống độc cư. Viễn ly là xa lìa những cái nơi ồn ào, náo rộn, những cái nơi tụ họp đông người. Nên không ưa thích hội chúng. Người mà còn ưa thích hội chúng thì trong khi mình có ngồi thực hành thiền thì cái tâm của mình nó cũng không an. Cái tâm nó cứ gợi nhớ, tưởng nhớ lại đến những cái niềm vui, những cái nơi hội chúng mà mình đã từng hội họp, và nó mơ tưởng, mong chờ đến những cái ngày có những cái cuộc hội ngộ vui vẻ, hân hoan, để mình còn được tham gia vào những cái hội chúng đấy. Thì mình có ngồi đấy thì nó cũng cứ tưởng nhớ như vậy, làm cho cái chánh niệm nó không được duy trì liên tục và mình cũng không thể đạt được nhất tâm. Đấy là cái pháp thứ hai, là không ưa thích hội chúng, không ưa thích nói chuyện. Là cái pháp nói chuyện nó cũng sẽ làm cho tâm rất là tán loạn năng xăng. Một cái người mà thích nói chuyện thì khi mà mình nói đàm luận những cái chuyện thế sự, cái tâm nó sẽ hướng ra thế sự, đàm nói những cái chuyện liên quan đến dục tham sân hận, thì cái tâm nó cũng sẽ liên hệ đến dục tham sân hận. Khi mà mình đàm luận đến những cái chuyện phù phiếm nhảm nhí năng xăng thì cái tâm của mình nó cũng năng xăng và phù phiếm như vậy. Vậy cho nên là tránh tuyệt đối cái sự gọi là nói chuyện. Mình nên dù nếu như mà mình có nói chuyện thì chỉ có nói chuyện về cái sự tu tập, như là nói chuyện về giới, nói chuyện về định, nói chuyện về tuệ, nói chuyện về giải thoát, nói chuyện về độc cư, nói chuyện về viễn ly. Đấy là những cái câu chuyện mà một cái hành giả thực hành thiền có thể nói, chứ không nên nói những cái chuyện thế sự, những cái chuyện thời sự, những cái chuyện thuộc về thế tục, thế gian. Thì những cái không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa, tức là một cái người mà mình ham ngủ, nó cũng là một chướng ngại. Mình còn ham ngủ nghỉ, tức là mình còn yêu cái thân, no nắng cho cái thân, chiều chuộng cái thân. Lúc nào mình cũng muốn là cái thân này nó phải được ăn no, ngủ kỹ, rồi nó phải được tập thể dục thể thao, nó phải được thoải mái, nó phải được khỏe khoắn,
lúc đấy mình mới an tâm làm cái gì thì làm. Nhưng mà thực ra thì cái nhu cầu của cái thân nó cũng là một cái sự hưởng thụ, một cái tham dục ở thế gian. Mình hưởng thụ về ngủ nghỉ nó cũng như thế, nó không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ thỏa mãn được. Dù mình có ngủ càng nhiều thì nó cũng đòi hỏi càng nhiều, và nó sẽ làm mất rất nhiều thời gian. Là một cuộc đời sẽ mất 1/3 thời gian này của một cái cuộc đời này cho cái sự ngủ nghỉ rồi. Còn nếu như mà mình còn tham đắm đối với ngủ nghỉ nữa thì mình sẽ lãng phí rất là nhiều cái cuộc đời này. Mặc dù mình có chăm chút cho cái thân này nó được khỏe khoắn, nó được béo tốt, nó được ngủ nghỉ nhiều, nhưng mà mỗi ngày nó vẫn mỗi già đi, mỗi bệnh tật nó vẫn tăng lên, và cuối cùng nó vẫn phải chết. Đó là cái điều không thể tránh khỏi được. Còn nếu như là một cái người nào khi mà mình sống, mình giảm bớt cái sự quan tâm, giảm bớt sự nuông chiều, giảm bớt những cái sự chăm sóc cho cái thân, để cái thời gian đấy mà chăm sóc cho cái nội tâm. Vì cái nội tâm của mình nó cũng có những cái bệnh, nó cũng có những cái sự khổ đau. Và khi chết rồi thì cái tâm bệnh tật khổ đau đấy nó lại đi tái sinh, và nó lại có một cái thân mới. Và đến lúc đấy nếu như cái tâm của mình nó là cái tâm còn khổ đau, dù nó có được tái sinh vào một cái thân mới thì nó cũng là một cái kiếp sống mới đấy cũng đầy rẫy khổ đau. Mà thật ra thì khổ đau hay an vui thì cái thân này nó không hề biết. Cái thân này nó chỉ là vật chất, nó cũng giống như những cái vật chất vô tri ở bên ngoài. Chẳng qua là khi nó vào trong thân mình rồi thì mình chấp thủ, mình nói là đây là thân này, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và tất cả cái cảm giác mà an vui hay đau khổ là do cái cảm thọ, do cái tâm thức của mình nó nhận biết, chứ không phải là do cái thân này. Thân này nó không biết gì hết. Cho nên là một cái người mà mình cứ nuông chiều cái thân, chăm sóc cho cái thân, cuối cùng mình sẽ uổng công vô ích, mà nó cũng không đem lại lợi ích gì. Còn nếu như một cái người nào biết dành thời gian mình chăm sóc cho cái tâm, rèn luyện tu tập phát triển cái tâm, thì trong tương lai mình sẽ có những cái mình sẽ được hưởng những cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc, cái sự cao thượng thù thắng hơn rất là nhiều. Tu tập làm cho cái tâm này nó trở nên thanh tịnh, nó diệt trừ hết những cái nỗi nầm, những cái tâm hạ nhiệt, đó là nó chạy theo những cái dục lạc, những cái phiền não sân hận, và nó trở thành cái tâm vô tham, vô sân, vô si. Thì nó sẽ giác ngộ ra những cái chân lý cao thượng. Nên là cái sự tu tập về tâm là cái bước mà mình cần đang thực hành cái pháp thiền này. Nên là trong cái lúc thực hành thiền, cái pháp mà nó hỗ trợ cho mình có thể thực hành thiền một cách có kết quả tốt nhất, đó là mình luôn có cái sự chánh niệm, tỉnh giác, ghi nhận về cái sinh già bệnh chết. Tức là vì cái vị đó luôn luôn có cái sự quán tưởng, quán chiếu về cái thân này nó sẽ phải già, phải bệnh và phải chết. Mình có một cái sự tưởng niệm, đó là mạng sống này thì nó sẽ không bền lâu, không chắc chắn mà nó rất là mong manh. Còn cái chắc chắn mà nó sẽ phải xảy ra đó là cái chết. Cái chết nó sẽ đến, đó là cái điều chắc chắn, là sự thật. Và ấy luôn tưởng niệm về cái sự là chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết. Thì vì ấy quán chiếu là một hơi thở nó đi vào mà nó không đi ra thì chắc chắn ta sẽ chết. Vậy cho nên là cái mạng sống nó mong manh như thế, nó mong manh giống như là một cái hơi thở nó chỉ đi vào mà nó dừng lại, nó không đi ra nữa là sẽ chết. Và nó cái chết nó rất là dễ dàng và nó có thể xảy ra không báo trước bất cứ lúc nào. Vậy nên là có cái sự cảnh giác, có cái sự đề phòng, và cái vị đấy có cái sự thức tỉnh. Như vậy thì sẽ không còn đam mê, không còn đắm nhiễm và không còn bận rộn năng xăng đối với những cái việc gì không đáng, không cần thiết. Thì mình sẽ biết là khi chết mình sẽ không mang được những cái mà mình đang mong cầu, đang chạy theo này. Thì lúc đấy cái tâm nó có được cái tâm buông xả. Chỉ khi nào mà mình có được một cái tâm buông xả cao thì lúc đấy mình thực hành thì cái tâm của mình nó mới trở nên tự tại.
Nếu như mà cái tâm mình nó không buông xả thì mình sẽ rất là bất an. Ví dụ như là có những cái chuyện nó đã diễn ra qua rồi, chuyện vui, chuyện buồn nó cũng đã diễn ra ở trong quá khứ rồi, thì bây giờ mình hãy phải buông xả nó đi. Ví dụ như là khi mà mình đang thực hành thiền mà mình cảm thấy mình gợi nhớ lại một cái tức tối, buồn phiền, bực bội, sân hận, hiềm hận với ai đó, thì mình phải nghĩ rằng cái sự việc này nó đã qua rồi, thì mình hãy buông xả nó đi, không nên gợi nhớ đến nó nữa. Thì đấy là mình có những cái tâm buông xả thì nó sẽ có được cái sự an vui. Hay là mình trước kia mình đã từng có những cái niềm vui gì đó mà nó đã đi qua, hay là mình có những cái sự lưu luyến thương nhớ với một cái kỷ niệm, một cái với một ai đó, hay là với một cái sự kiện gì đó ở trong quá khứ, thì mình cũng cần phải buông xả nó đi, vì đây là những cái mà nó đã qua rồi, những cái này nó là phù phiếm không thật, thì mình cũng cần phải buông xả nó đi. Thì mình không nên nuối tiếc ngay như là trước kia mình có được những cái lợi ích rất là lớn rồi sau đó mình đã bị buông mất cái lợi ích đó, và bây giờ nó trở nên hối hận và hối tiếc, thì bây giờ mình cũng cần phải buông xả nó đi. Hay là có cả những cái nỗi lầm do mình chính mình đã tạo ra, trước kia mình đã làm những cái việc không đúng đắn, đã tạo ra những cái nỗi lầm đối với bản thân mình, đối với người thân hay đối với bất kỳ ai, và bây giờ mình cứ cảm thấy nó chạo hối ăn năn về điều đó, thì bây giờ mình cũng phải buông xả nó đi. Sống ở trên đời ai cũng có nỗi lầm hết, là một người phàm phu không có ai là toàn hảo được, và cái điều đấy cũng là cái chuyện thường tình. Thì cái điều đấy bây giờ mình muốn cho cái lòng nó được thảnh thơi an vui thì mình cũng phải buông xả nó đi. Thì mình buông xả cả những cái gì mình đang mong cầu, mình đang nghĩ rằng là mình cần phải đạt được, mình nghĩ rằng mình cũng cần phải phấn đấu để thành công trên những cái lĩnh vực này khác trong cái cuộc sống này, để bằng người này, để hơn người kia, thì những cái điều đấy mình cũng phải buông xả nó đi, phải thấy được cái sự vô thường giả tạm, không có cái gì mà nó vững bền, nó là trường tồn chắc chắn. Dù mình có đạt được thì nó cuối cùng thì nó cũng tiêu tan. Tất cả mọi thứ, cái pháp hữu vi ở thế gian, những cái gì nó thuộc về vật chất tứ đại thì nó cuối cùng nó cũng tiêu tan, nó trở về với tứ đại. Những cái gì nó thuộc về tâm thức, thuộc về tinh thần thì nó sinh lên một cái nó cũng diệt đi ngay tức thì. Vì vậy cho nên nó tất cả mọi thứ nó không nằm ngoài cái quy luật là vô thường, khổ đau và vô ngã. Thì khi mà mình có được cái tâm buông xả như vậy thì cái tâm nó mới có cái sự thảnh thơi, hay là nó có cái sự tự tại an nhiên. Thì nó cũng cần phải có cái tâm đó, là nó cái tâm nó quyết định. Khi mà muốn thực hành thiền mình cần phải có cái tâm nó quyết định ca. Ví dụ như là mình quyết định từ bỏ những cái phiền não ở trong tâm, quyết định không được để cho nó khởi lên, quyết định từ bỏ những cái vọng tưởng, quyết định chú tâm ở trên cái đối tượng, trên cái đề mục thiền, quyết định giữ cái thân nó yên tĩnh, quyết định không có đứng lên khi mà mình chưa ngồi được đúng cái thời gian mình đã quyết định. Ví dụ như là khi ngồi thiền, mình quyết định ta sẽ ngồi trong 1 tiếng, hay 1 tiếng rưỡi, hay 2 tiếng. Nếu mà chưa đạt được đúng cái điều mà mình đã quyết định đấy thì thà thịt nát xương tan mình cũng không đứng dậy. Nhưng mình có cái sự quyết định như vậy, dần dần nó sẽ tạo cho mình những cái quyết đoán không do dự. Thì cái điều đó nó cũng một ngày nào đó mình cũng sẽ thành tựu được cái quyết định, đó là quyết định từ bỏ tất cả cái tham sân si, quyết định từ bỏ tất cả những cái vòng luân hồi sinh tử, quyết định từ bỏ cái dục giới, sắc giới, vô sắc giới này, để nó đi đến niết bàn. Đấy là nó cũng phải tự mình cũng phải có được một cái quyết định, tức là trong cái sự thực hành nó không có do dự, không có rụt rè, không có lưỡng lự vân vân. Thì cái tâm của mình nó có cái sự quyết định, quyết đoán như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái nghị lực, một cái sức mạnh, và sẽ mới có thể chiến thắng được những cái vọng tưởng.
chiến thắng được những cái phiền não mà nó hay trỗi dậy trong cái lúc mình hành thiền. Thì mình cũng cần phải có cái đức tính như là kham nhẫn, là đôi khi nó ngồi đấy, cái thân thể của mình nó sẽ có cái sự uể oải mệt mỏi, thì mình phải có cái sự kham nhẫn chịu đựng đối với lại nóng lạnh, đói khát hay là sự mệt mỏi ở nơi thân, kham nhẫn đối với lại những cái sự quấy rầy của các cái vọng tưởng phiền não ở nơi tâm, và cứ kham nhẫn thì nó sẽ, mình sẽ vượt qua được tất cả những cái điều đấy. Nó cần có cái sự chân thật, tức là khi mà mình thực hành mình phải có cái sự là thật tâm, chứ không phải là mình chỉ gọi là chơi chơi, mình cứ nghĩ là mình thực hành chơi chơi tí, ngồi được cái đâu thì ngồi, mà mình nếu như mà mình có được một cái sự tâm gọi là chân thật, mình thật tâm đó là muốn phát triển cái tâm linh, thật tâm là muốn tu tập, thật tâm đó là mình muốn đoạn trừ những cái phiền não, thật tâm đó là mình mong cầu thành tựu được các cái pháp thiền định để đi đến Niết Bàn. Nếu như mình có cái thật tâm mong cầu cái sự chứng ngộ Niết Bàn thì cái sự thực hành nó sẽ là rất là tinh tấn, và nó sẽ có cái sự cố gắng, và mình sẽ đạt được những cái pháp thù thắng đó. Thì đấy là những cái yếu tố mà nó sẽ hỗ trợ cho cái việc thực hành thiền của mình trong cái lúc mình thực hành thiền. Đây là mình đang đi trên cái con đường đi vào cái đời sống tâm linh, tức là mình thực hành cái pháp thiền chỉ quán, cũng là cái con đường đi đến Niết Bàn. Thì cái sự tu tập về tâm nó sẽ là một cái bước nó cao hơn là cái sự tu tập về giới. Sự tu tập về giới thì mình có cái sự thu thúc giữ gìn ở các cái thân và khẩu, còn đến cái sự tu tập hành thiền mình phát triển về tâm ấy, thì nó sẽ cần cái sự thiện xả, cần có cái trí tuệ dẫn đường. Vì vậy nên là mình thực hành cái pháp thiền này thì mình phải có cái sự tinh tấn cả về thân cả về tâm. Là cái lúc đấy mình tinh tấn ở nơi thân, mình cố gắng ngồi được càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng cần phải có cái sự tinh tấn ở nơi tâm. Tinh tấn là mình phải cố gắng giữ cái tâm ở trên đối tượng, mình không buông nơi ra khỏi đối tượng. Cố gắng giữ cái chánh niệm, không để cho nó mất chánh niệm. Và mình cần phải cố gắng để mà giữ cái ngăn ngừa, tức là cố gắng ngăn ngừa đừng để cho những cái phiền não tham sân si nó cuối động, nó khởi lên. Thì đấy là có cái sự tinh tấn ở nơi thân và có cả cái sự tinh tấn ở nơi tâm. Thì mình sẽ dần dần cái năm cái căn của mình nó sẽ mạnh lên, tức là tín tấn niệm định tuệ. Mình có cái niềm tin vào cái con đường thực hành này sẽ đem đến lợi ích lớn, đem đến cái sự giải thoát khổ đau, đem đến cái sự an vui lâu dài. Thì cái niềm tin của mình nó có mạnh lên thì dần dần tinh tấn nó mạnh lên, dần dần chánh niệm nó sẽ mạnh lên, dần dần cái định lực của mình nó mạnh lên, dần dần trí tuệ nó sẽ tăng trưởng. Thì khi mà mình có tín tấn niệm định tuệ thì sau này nó sẽ tạo thành tín lực, tức là cái sức mạnh của niềm tin. Tấn lực tức là nó có cái sức mạnh của tinh tấn, niệm lực là có cái sức mạnh của chánh niệm, định lực là có cái sức mạnh của nhất tâm, và tuệ lực là có cái sức mạnh của trí tuệ. Là trong khi mình thực hành thiền là mình đang bồi bổ năm cái căn đó, năm cái căn này nó mạnh lên, nó trở thành năm lực và nó sẽ trở thành những cái uy lực cao. Mình đấy là cái con đường mình tu tập phát triển về nội tâm, nó sẽ là cái con đường mà đi nhiều đời nhiều kiếp, và những cái công phu mình thực hành về cái pháp thiền này nó cũng sẽ đi theo mình nhiều đời nhiều kiếp. Nó sẽ đi theo mình cho đến khi mình chứng đắc Niết Bàn thì thôi, và sẽ không bao giờ nó mất đi. Còn tất cả những cái sự việc khác ở trên thế gian thì nó chỉ đi theo mình cho đến lúc chết là nó sẽ dừng lại. Còn cái pháp thiền này thì nó sẽ đi theo mãi mãi. Tức là dù mình có tu tập được một thời gian ngắn hay dài, hay một ngày hay là một khoảng thời gian, nhưng mà những cái công phu mình tu tập này thì nó sẽ là những cái ba la mật
tức là nó sẽ đi theo mình đến nhiều đời nhiều kiếp sau. Đấy, nó khi mà mình nghĩ đến những cái lợi ích của những cái pháp tu tập thiền như vậy thì mình thực hành nó mới có cái sự hân hoan, nó mới có cái sự hoan hỉ, thì mình mới có được cái sự định tĩnh được. Đây là cái pháp mình cần thực hành.